Xin chào tất cả mọi người, mình là Kim Anh, kênh của Kim Anh đó là xem bói bài về tâm linh. Thì Kim Anh cũng thường nói với mọi người rồi, khi mà mọi người vào xem clip của Kim Anh đó, thì mọi người nhớ nhấn vào cái chữ đăng ký giúp cho Kim Anh, và sau khi đăng ký thì ở đó nó có cái chuông, mọi người nhấn vào cái chuông đó luôn thì mọi người sẽ nhận được cái thông báo khi mà Kim Anh ra những clip mới tiếp theo. Đồng thời cũng nhờ mọi người chia sẻ giúp cho Kim Anh một lượt luôn, để cho kênh của Kim Anh nó càng ngày càng được phát triển hơn, rộng rãi hơn, thì được nhiều người biết tới hơn, thì Kim Anh sẽ giúp đỡ được nhiều người hơn. Vấn đề thứ hai nữa là Kim Anh nói luôn là khi mà mọi người vào Zalo kết bạn với Kim Anh đó, thì mọi người đừng có gửi cái bàn tay vào, mà mọi người hãy gửi thông tin tên tuổi, ngày tháng năm sinh của mình, là nam là nữ, có gia đình hay chưa, vợ chồng con cái của mình là con gái hay con trai, năm sinh năm nào, ngày nào, tất cả đều là ngày âm nha mọi người nha. Thì mọi người gửi vào trong Zalo thì Kim Anh sẽ sắp xếp thời gian trong vòng một tuần đổ lại, Kim Anh sẽ xem hết cho mọi người chứ không có để qua tuần ha. Đồng thời nữa là đó là cái vấn đề mà Kim Anh chia sẻ với mọi người và nhắc nhở mọi người như vậy. Còn hôm nay thì clip này thì Kim Anh lại tiếp tục hướng dẫn chia sẻ cho mọi người về cái vân chỉ tay trong cái lòng bàn tay. Thì cái này là Kim Anh nói rồi, là Kim Anh chỉ chia sẻ cho mọi người mình tham khảo và có thể là tự xem cho mình cũng như là xem cho bạn bè của mình. Còn Kim Anh là tuyệt đối Kim Anh không có xem nha mọi người. Mọi người có gửi vào bàn tay vào Kim Anh cũng không có xem đâu, Kim Anh chỉ xem bói bài thôi, và Kim Anh thích xem bói bài, không thích xem chỉ tay. Đó là thật tình thật lòng Kim Anh nói vậy. Mọi người có buồn Kim Anh thì Kim Anh cũng chịu thôi nha, nhưng mà Kim Anh sẽ hướng dẫn và chia sẻ cho mọi người tự tham khảo. Thì hôm nay Kim Anh clip này Kim Anh sẽ chia sẻ về cái vân mắt phượng. Vân mắt phượng là như thế này nè mọi người, đó nó là cái sự kết hợp giữa giống y như là hai cái dấu ngoặc đơn á mọi người ha, hai cái dấu ngoặc đơn, cái nó kết giao lại, nó tạo thành một cái vân mắt phượng như thế này trên cái ngón cái, ngay cái lóng này của mình ha. Đó, nó phải nằm trên cái lóng này như thế này thì gọi là vân mắt phượng. Thì vân mắt phượng này nó có ý nghĩa như thế nào trong cái lòng bàn tay của mình, như tính cách của mình nó thể hiện như thế nào á, thì là vân mắt phượng này ai mà sở hữu được thì nói chung á, người này thường thì được sinh ra trong một cái gia đình có cái nền kinh tế nó hơi ổn định, cuộc sống thì an nhiên, tự tài, phú quý. Đó là nói về trong cái cuộc sống cái thời trẻ của người này như vậy. Đồng thời này vân mắt phượng này nó thể hiện cho cái người này có cái bản tính là cương trực, ngay thẳng, cương trực ngay thẳng này, rồi tính tình thì thông minh thông minh lanh lẹ, nhưng mà không có kém phần hài hước đâu. Ví dụ như người ta có cái gì là người ta nói cái đó, chứ người ta không có nói này nói kia. Đó là nói về cái tính trung trực, nhưng mà dù sao thì người ta cũng hài hước lắm, chứ không phải là vì cái tính trung trực đó mà người ta nghiêm ngặt ha, thì không đúng. Người này rất là thông minh sáng dạ luôn. Và thứ hai nữa, người mà sở hữu được cái vân mắt phượng này thì nói chung là người này có cái giác quan hay lắm mọi người. Như mình thường hay nói là giác quan thứ sáu đó, thì khi mà sở hữu được vân mắt phượng này thì nói chung người ta có thể nhìn nhận được một người, nhận xét được một cái người đó, tính cách của người đó như thế nào, có thật thà hay không, có gian dối hay không, là cái người sở hữu vân mắt phượng này, người ta có cái giác quan như vậy, có cái tri giác như vậy, rất là hay. Đó là nói về cái phần mà trí thức hoặc là cái phần tri giác của mỗi người sở hữu vân mắt phượng ha. Thứ hai nữa, nói về trên con đường công danh làm ăn á, thì cho thấy cái người này nè, cái người mà sở hữu được cái vân mắt phượng này nè, là người này á, rất là có duyên đi đứng xa đường luôn, đi đến đâu thì được kẻ thương người mến, giống cái nơi nào mà người ta đến thì người ta sẽ được cái sự chào đón tốt. Đồng thời trong bạn bè thì người ta rất tin tưởng vào cái người có vân mắt phượng này, như là người ta xa cơ hoặc là người ta có một cái vấn đề gì đó mà người ta dựa dẫm vào cái người có vân mắt phượng này á, thì người ta cảm thấy là tự tin và cảm thấy được an tâm đó mọi người ha. Đây là một chỗ dựa tinh thần tốt. Đồng thời nói về cái vân mắt phượng này ai mà sở hữu thì nói chung người này có cái sự cát tường đó, cho nên công việc làm ăn luôn là được thuận lợi nè, công danh sự nghiệp là luôn được gặp cái điều may mắn, là nhờ vào cái sự thông minh nhanh nhẹn của người ta, như là cái sự thông minh nhanh nhẹn thì người ta linh hoạt trong cái mọi công việc, cho nên đi tới đâu cũng được người thương kẻ mến, công việc thì được thuận lợi suôn sẻ. Đó là cái người vân mắt phượng này nó có ý nghĩa như thế này vậy.
Đồng thời nói về mà cái người nữ á, mà người ta sở hữu được cái vương mắt phượng này thì nói chung á, là người ta có cái cuộc sống an nhàn tự tại tốt đẹp nhiều hơn so với nam giới. Đồng thời á, là người ta trên con đường hôn nhân hạnh phúc của người ta có thể gặp được những cái người ưu tú nè, ưu tú về mọi mặt luôn, đồng thời có cái mạng chinh phục chồng cũng như là được chồng cưng, chồng thương rồi chinh phục chồng tốt. Đó là cái người nữ ha. Còn nếu mà người nam mà sở hữu được cái vương mắt phượng này thì cho thấy cái giác quan của người ta tốt hơn cái người nữ đó. Cái giác quan người ta cảm nhận được cái này, cảm nhận được cái kia là nhờ vào cái sự giác quan. Còn như mà ai mà sở hữu được hai ngón tay cái mà hai cái vương mắt phượng như thế này thì nói chung là cuộc sống của người ta nói về cái cuộc sống hạnh phúc, cuộc sống trong tương lai hoặc là con đường làm ăn sự nghiệp của người ta, cả hai đều đạt được cái sự danh vọng tốt và đạt được sự hạnh thông đẹp cho mọi người ha. Đó là ý nghĩa cái vương mắt phượng. Nhưng mà cái manh cũng khuyên mọi người một vấn đề như vậy, không phải đây là ý nghĩa tốt của cái vương mắt phượng á, thì mọi người cảm thấy mình có cái vương mắt phượng là tất nhiên, đương nhiên cuộc đời mình nó phải như vậy, phải trải qua là cái sự an nhiên hoặc là an nhàn trong cuộc sống phú quý mà mình không làm gì thì không đúng ha. Dù nó là tượng trưng ý nghĩa như thế này, nhưng mà tất cả những gì mà nó hiện hữu trên cái lòng bàn tay của mình thì mình phải bỏ cái sự nỗ lực của mình ra, hoặc là nhóm mình phải tích cực lao động á, thì mình sẽ mới đạt được cái điều mà mình mong muốn nha mọi người nha. Chứ không phải cứ nằm đó rồi cái mình thấy cái vương mắc phượng rồi cái thôi mình không làm gì hết, mình cứ nằm đó mình có cái vương mắc phượng này rồi thì cuộc sống mình nó là vậy thì không nhất thiết phải đi làm hoặc là phải suy nghĩ bận tâm một cái vấn đề gì thì không chính xác. Dù là mình sở hữu được cái này nhưng mà mình phải bỏ công bỏ sức, bỏ cái thành tích lao động của mình ra thì mình sẽ đạt được những gì mình mong muốn và những gì nó xảy ra nó sẽ như là vậy. Còn như mà mọi người cứ nằm không ngồi rồi ăn á, thì nói chung của núi nó cũng hết ha, chứ không phải vì vương mắc phượng này đâu, dù có tiền tỷ trong tay hay một núi vàng đi nữa thì nó cũng sẽ hết. Cho nên dù bạn sở hữu một cái đường nét nào tốt trong cái lòng bàn tay của bạn thì Kim Anh cũng khuyên bạn là cố gắng, mình phải bỏ cái công cái sức của mình ra để mình làm, mình lao động thì mình sẽ đạt gặt hái được cái thành quả. Và mình đi theo một cái hướng tốt á, thì thành quả của mình nó được tốt, mà mình đi theo cái hướng xấu thì thành quả của mình nó sẽ phản bác lại. Đó là cái nhân cái quả của mình gieo nhân gì thì mình sẽ gặt hái được cái đó thôi mọi người ha. Đó thì cái clip hôm nay Kim Anh chỉ chia sẻ như vậy thôi, và hẹn mọi người cái clip sau thì Kim Anh sẽ chia sẻ thêm những cái đường nét tốt trong cái lòng bàn tay của mình nữa đó. Thì qua đây thì Kim Anh cũng xin cảm ơn tất cả những anh chị em đã đồng hành cùng Kim Anh trong cái thời gian qua, cũng như tất cả bà con cô bác, cô dì chú bác gần xa, thì có đôi chúc lòng thành gửi về Kim Anh đó, thì Kim Anh cũng xin cảm ơn. Như những cũng như có những cái phần quà gửi về Kim Anh đó, thì qua đây thì Kim Anh cũng xin cảm ơn tất cả mọi người đã có lòng hướng về Kim Anh. Đây cũng là một cái động lực để Kim Anh mình có thể là phát triển hơn, hoặc là càng ngày càng có nhiều cái thành tích hơn trong cái vấn đề giao giao lưu với mọi người ha. Thì đó là Kim Anh xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người nha, và hẹn mọi người clip sau ha.